Vào sáng ngày 1 tháng 1, bạn bè và người thân đã có mặt tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh để làm lễ viếng và cầu siêu cho vong linh ca sĩ Vân Quang Long. Vì ca sĩ ra đi quá đột ngột ở nơi xứ người, nên bạn bè, người thân và đặc biệt là các con thơ đều thất thần suy sụp. Tại tang lễ, con gái cả của ca sĩ Vân Quang Long đã hát bài Ba Kể Con Nghe để tri ân công dưỡng dục và tiễn biệt người già quá cố. Con gái Vân Quang Long không thể hát trọn vẹn, bé vừa đàn vừa khóc nghẹn đến lạc giọng. Ngay khi tiếng hát của con gái của ca sĩ Vân Quang Long cất lên, cả khán phòng bật khóc nức nở. Bà xã Ưng Hoàng Phúc liên tục rơi nước mắt vì quá xót xa. Lễ cầu siêu và lễ viếng ca sĩ Vân Quang Long có sự tham gia của gia đình và một số bạn bè thân thiết với nam ca sĩ như là vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái, Lương Gia Huy, Khánh Đơn v.v. Chị Linh Lan là vợ của ca sĩ Vân Quang Long, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng. Trước khi ca sĩ Vân Quang Long mất vì đột quỵ, hai vợ chồng đã phải sống xa nhau nửa vòng trái đất trong một thời gian. Chị cho biết, kể từ khi ca sĩ Vân Quang Long qua Mỹ, con gái Lê Helen mới 2 tuổi của họ hay khóc vì nhớ ba. Chị Linh Lan ôm di ảnh của chồng khóc nghẹn. Ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vào ngày 29 tháng 12 sau cơn đột quỵ. Kim Cương là bà xã của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết, gia đình muốn đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam để nhìn mặt lần cuối. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp ở hai nước và quy định đưa thi hài từ Mỹ về Việt Nam khác từ Việt Nam qua Mỹ, cho nên gia đình thống nhất đưa tro cốt của nam ca sĩ về quê hương. Cha mẹ của ca sĩ Vân Quang Long bày tỏ sự xót xa khi mất người con trai duy nhất. Cha của nam ca sĩ Vân Quang Long gửi lời cảm ơn tình cảm của quý sư thầy, của khán giả và đồng nghiệp dành cho con trai của mình. Mẹ của nam ca sĩ Vân Quang Long không kìm được nước mắt khi nghe những chia sẻ của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và bài hát của cháu gái. Phát biểu trong lễ cầu siêu, bà nói rằng: "Con ra đi quá sớm, còn nhiều ước mơ, hoài bão con chưa thực hiện được. Ngày nào con cũng điện về nói chuyện với mẹ. Bây giờ, đêm khuya cầm điện thoại, tôi trò chuyện với ai bây giờ? Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Gia đình rất muốn đưa thi hài của con về, nhưng trong tình hình dịch bệnh nên phải chọn cách nhận tro cốt của con. Cát bụi là trở về với cát bụi, thành kính và biết ơn sâu sắc tình cảm của mọi người. Nghĩa tử là nghĩa tận, chị Ái Vân đeo khăn trắng, chịu tang ca sĩ Vân Quang Long dù đã ly dị anh 5 năm nay. Con gái lớn Lê Trác Kỳ và con trai thứ Lê Trác Hy cùng mẹ chịu tang bố. Việt Hương cũng đến viếng đồng nghiệp. Trước đó thì gia đình ca sĩ Vân Quang Long nhờ vợ chồng nữ diễn viên hài Việt Hương tư vấn về thủ tục đưa thi hài về Việt Nam. Ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng lạc giọng khi hát Quà Muộn Màng Cho Mẹ. Đây là ca khúc Vân Quang Long sáng tác và tặng Dương Ngọc Thái khi anh tổ chức live show lần thứ 5. Còn ca sĩ Lương Gia Huy, Khánh Đơn đều là bạn thân thiết với ca sĩ Vân Quang Long. Chia sẻ với báo chí, ca sĩ Lương Gia Huy cho hay: "Tính Long hài hước, vì vậy cậu ấy đến đâu, ở đó sẽ có tiếng cười. Trong người Long như có cả một kho chuyện cười. Long kể chuyện lại có duyên, chúng tôi nhiều lần xúi Long đi diễn hài, nhưng có lẽ duyên chưa tới." Với sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long, khiến cho người thân, anh em, bạn bè suốt những ngày qua vô cùng bàng hoàng đau xót. Cầu mong cố nghệ sĩ sẽ sớm về với miền cực lạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.